cảm ơn các bạn đã đến với kênh Kỳ Án Thế Kỷ. Kỳ án về Châu Chiết Hoa, thi thể bị vỡ hộp sọ trôi dưới cầu và sự thật về người cha dượng biến thái. Ngày 25 tháng 12 năm 2001, một nông dân tình cờ phát hiện ra một thi thể nam giới đang nằm trong một con mương cạn dưới cây cầu đá ở vùng ngoại ô hẻo lánh của quận Kim Phượng, thành phố Ngân Xuyên, khu tự trị Ninh Hạ. Sau khi cảnh sát đến hiện trường thì họ thực sự đã tìm thấy một xác chết đang nổi lên ở dưới một cây cầu cũ bỏ hoang. Xác chết này đã bị phân hủy gần như hoàn toàn, vì thế mà họ không thể nhận dạng được nạn nhân qua khuôn mặt. Cảnh sát chỉ có thể căn cứ vào bộ đồ và đôi giày da mà người chết đang mặc và ước tính nạn nhân là một nam giới khoảng 50 tuổi. Ngay sau đó, báo cáo giám định tử thi đã được công bố. Nguyên nhân tử vong là bị một hung khí đập mạnh vào đầu dẫn đến vỡ hộp sọ. Khi phân tích sự hình thành khối máu tụ trong não của nạn nhân, thì bác sĩ pháp y tin rằng hung khí có hình dạng giống một gậy gỗ. Con mương này không phải hiện trường gây án, mà chỉ là nơi hung thủ vứt xác. Xung quanh đây đều là ruộng đồng và đất hoang ít người qua lại, cùng với đó là không có camera giám sát. Khi quan sát kỹ hơn thì thấy trên quần áo của nạn nhân có những nếp nhăn rõ ràng, cùng với đó thì lòng bàn tay cũng có vết thương do chống cự. Dựa vào những chi tiết đó thì cảnh sát điều tra suy đoán rằng nạn nhân đã có cuộc đấu tranh gay gắt với kẻ thù ác trước khi bị sát hại. Vậy đây là một vụ án tình yêu hay một bi kịch do tiền bạc gây ra? Khi vụ án bắt đầu rơi vào tình trạng bế tắc thì một cuốn sổ ghi chú trong túi quần của nạn nhân đã mang đến một manh mối quan trọng. Bên trong có ghi chép một số địa chỉ ở Nội Mông. Liệu người này có phải là người Nội Mông? Cảnh sát thành phố Ngân Xuyên đã ngay lập tức liên lạc với cơ quan cảnh sát Nội Mông để ủy thác điều tra xem có người nào mất tích gần đây hay không. Và không phải đợi chờ lâu, cuộc điều tra đã phát hiện ra rằng vào 2 ngày trước khi vụ án xảy ra thì một người phụ nữ tên là Từ Phương đã đến đồn cảnh sát báo cáo rằng chồng của cô tên là Hoa đã ra ngoài để kinh doanh nhưng 5 ngày rồi mà cô không hề có tin tức gì về chồng. Dựa trên mô tả của người phụ nữ này thì cảnh sát nhận thấy người chồng mất tích có ngoại hình và thể trạng rất giống với nạn nhân. Vì vậy, cảnh sát đã ngay lập tức điều tra và thu thập chứng cứ ở Nội Mông. Sau khi tiến hành điều tra và so sánh ADN thì cảnh sát cuối cùng đã xác nhận người đàn ông mất tích và nạn nhân là cùng một người. Nạn nhân tên là Châu Chiết Hoa, một người chăn nuôi lợn và điêu khắc đá ở Nội Mông. Vợ Hoa tên là Từ Phương, đã có một đời chồng và 3 người con. Sau khi ly hôn, thì Phương đã nuôi dưỡng con gái út tên là Lữ Quế Anh. Vào năm 1980, Phương đã đi bước nữa với Hoa và đã mang theo con gái 7 tuổi đến để sống cùng với Hoa ở Nội Mông Cổ. Theo ký ức của vợ nạn nhân, vào khoảng 7 đến 8 ngày trước đó, thì một người đàn ông có giọng địa phương Sơn Tây đã đến nhà, khoảng 35 tuổi. Nói rằng anh ta có một chuỗi sản xuất thịt heo ở Ngân Xuyên và muốn mời Hoa cùng nhau tham gia kinh doanh. Khi nghe nói đây là một vụ kinh doanh lớn, thì Hoa đã đồng ý mà không một chút do dự. Ngay vào ngày hôm sau, thì nạn nhân đã đi cùng người lạ đó đến Ngân Xuyên để bàn bạc chi tiết. Vậy liệu người đàn ông có giọng địa phương Sơn Tây này có phải là kẻ đã ra tay sát hại nạn nhân? Và mục đích thực sự của hắn ta là gì? Sau khi kiểm tra camera giao thông đường sắt trong vài ngày trước vụ án mạng, thì cảnh sát đã tìm thấy một manh mối quan trọng. Người đàn ông tên là Lý Tiến Sơn đã được camera giám sát ghi lại đang đi cùng với nạn nhân Hoa trên chuyến tàu đến Ngân Xuyên. Tất cả các manh mối đều cho thấy rằng người này rất có thể liên quan đến vụ án sát hại Hoa. Vì thế mà cảnh sát đã theo dấu và cuối cùng đã bắt giữ được Sơn khi hắn ta đang lẩn trốn trong một công trường xây dựng ở Bắc Kinh. Khi đối mặt với cuộc thẩm vấn của cảnh sát thì Sơn luôn tỏ ra rất bình tĩnh và không tranh cãi về tội ác của mình mà thẳng thắn thừa nhận nói rằng anh ta xứng đáng phải chết. Điều này đã làm cảnh sát phải tự hỏi rằng điều gì đã xảy ra? Thực sự Hoa đã có ân oán gì với Sơn? Sơn sau đó cũng đã thuật lại toàn bộ chi tiết rằng vào ngày xảy ra vụ án thì anh ta và Hoa đã cùng nhau đi xe đến Ngân Xuyên. Trên đường đã xảy ra mâu thuẫn về việc phân chia lợi nhuận. Sau khi xuống xe, hai người đã đến một vùng hẻo lánh. Hoa bắt đầu chỉ vào mặt của Sơn và chửi rằng ta đi lâu như vậy, còn chưa tìm được đường để đến chỗ sẽ kinh doanh. Làm sao có thể dùng đầu óc như thế này để làm ăn được? Chính câu nói này đã khiến cho Sơn vô cùng tức giận và không còn giữ được bình tĩnh. Sau đó hai người đã xảy ra xô xát. Sơn lúc đó vì mất kiểm soát nên đã lấy một cây gậy bên đường để đánh mạnh vào sau đầu của Hoa, cuối cùng dẫn đến chảy máu trong sọ và tử vong. Tuy nhiên, khi cảnh sát phân tích chặt chẽ lời khai của Sơn thì phát hiện một số điểm đáng ngờ. Thứ nhất,
Sơn và Hoa không hề có quen biết với nhau, nhưng anh ta lại đặc biệt từ Sơn Tây chạy đến Nội Mông để tìm Hoa với mục đích là kinh doanh. Thứ hai, Sơn đã nảy ra ý định giết người chỉ vì vài câu chửi. Điều này có vẻ là quá giả tạo, và khi nhìn lại toàn bộ sự việc, từ việc lừa dối nạn nhân đến Ngân Xuyên, sau đó là dẫn dụ Hoa đến nơi hẻo lánh, thì tất cả điều đó cho thấy rằng đây hình như là một hành động có sự chuẩn bị và đã được lên kế hoạch từ trước. Với những điểm nghi ngờ này, thì cảnh sát buộc phải tiến hành thẩm vấn Sơn thêm lần nữa, và lần này rõ ràng anh ta đã căng thẳng hơn rất nhiều. Khi phải đối mặt với câu hỏi của cảnh sát, thì Sơn đã lắp bắp và không dám trả lời. Phản ứng như vậy cũng đã xác nhận những gì cảnh sát nghĩ trong lòng là đúng. Vụ án này không đơn giản như những gì mà Sơn đã trình bày trước đó. Thông qua cuộc điều tra về các mối quan hệ xã hội của Sơn, thì cảnh sát phát hiện ra rằng vợ của Sơn cũng đã mất tích bí ẩn sau khi vụ án xảy ra, và điều đáng ngạc nhiên hơn đó là vợ của Sơn chính là Lữ Quế Anh, là người trước giờ luôn gọi Châu Chiết Hoa là cha dượng. Điều này có nghĩa Sơn chính là con rể của Hoa. Mọi việc lúc này đã bắt đầu trở nên rắc rối, vượt xa sự suy đoán của cảnh sát. Con rể đã đánh chết cha vợ của mình. Điều buồn cười là hai người này thậm chí còn không quen biết với nhau. Cảnh sát điều tra đã không dám nghĩ sẽ có một âm mưu như vậy, vì vậy họ đã tìm đến vợ của Hoa, là Từ Phương, để tìm hiểu thông tin thêm một lần nữa. Phương sau đó đã nói với cảnh sát rằng cô đúng là có một cô con gái tên là Lữ Quế Anh, và cô còn có một chị gái tên là Lữ Quế Hoa. Ban đầu, vào năm 1980, thì Phương đã chính thức ly hôn với chồng cũ, và Quế Hoa đã được chồng cũ chăm sóc, trong khi Quế Anh thì theo Phương để sinh sống. Sau đó, Phương đã gặp được Châu Chiết Hoa và đã tái hôn với gia đình họ Châu này. Từ đó, cả gia đình đã chuyển đến Nội Mông để sinh sống. Và vào vài năm trước đây, con gái Quế Anh đã mặc kệ sự phản đối của gia đình. Cô đã lấy chồng xa và chuyển tới Sơn Tây để sinh sống, và Phương cũng chưa bao giờ gặp mặt người con rể của mình. Khi nói về quá khứ này, thì Phương có vẻ như vẫn giữ một bí mật khó nói nào đó. Vì vậy, cảnh sát đã liên hệ với chị gái của Quế Anh, đó là Quế Hoa. Khi nghe tin em gái của mình đang mất tích, thì Quế Hoa trở nên rất xúc động, thẳng thắn nói rằng: "Cuộc đời em gái của tôi thật khổ sở. Điều gì đang xảy ra với em tôi vậy?" Quế Hoa đã nói với cảnh sát rằng, từ nhỏ, tôi và em gái đã mặc cùng một cái quần cho đến khi cả hai lớn lên. Khi cha mẹ ly hôn, thì tôi lúc đó chỉ mới 11 tuổi, còn em gái chỉ mới 8 tuổi. Không lâu sau đó, người em gái đã đi theo mẹ khi bà tái hôn ở Nội Mông. Trong thời gian đó thì hai chị em đã thường xuyên liên lạc bằng thư từ. Sau khi đến Nội Mông, cuộc sống của em gái và mẹ không tốt, cha dượng thì hay nổi cáu, thường xuyên đánh đập em gái và mẹ. Và không lâu sau đó, người cha dượng biến thái này đã để mắt đến Quế Anh. Hắn ta đã lợi dụng sự ngây thơ của cô bé và đã nhiều lần xâm hại. Đó là những gì mà em gái sau này viết thư cho tôi biết. Con bé nói rất ghét người cha dượng của mình. Trong một lần viết thư bị phát hiện, thì Quế Anh đã bị cha dượng đánh một trận. Khi nói đến đây, thì giọng nói của Quế Hoa dần trở nên nghẹn ngào. Cảnh sát sau đó đã tổng hợp lại lời khai của mẹ Quế Anh và chị gái của cô, thì phát hiện ra rằng thực tế Quế Anh cũng có động cơ gây án rất lớn. Và sau khi vụ án xảy ra, thì cô gái này cũng đã biến mất bí ẩn, và điều này quá là trùng hợp. Khi có trong tay các lời khai của các nhân chứng, thì cảnh sát lại tìm đến Sơn. Lúc nói về vợ của mình, thì anh ta không thể kiềm chế được nữa, trực tiếp khóc nức nở. Sau đó dưới sự thuyết phục của cảnh sát, thì Sơn cuối cùng cũng đã thừa nhận tội ác. Đó là anh ta và vợ đã cùng nhau bày mưu để sát hại Châu Chiết Hoa, với mục đích là trả thù những gì Quế Anh đã chịu đựng trong quá khứ. Theo lời khai của Sơn, vào vài ngày trước vụ án, thì vợ anh có nói rằng cô muốn trở về quê cũ ở Nội Mông vài ngày vì mẹ đang bị ốm. Ban đầu thì anh đã không để ý lắm đến chuyện này, nhưng khi nhìn thấy vợ nói chuyện với đôi mắt né tránh, cùng với đó là ánh mắt rất không tự nhiên. Cuối cùng dưới sự truy vấn của anh, thì Quế Anh đã kể cho Sơn mọi chuyện về việc cha dượng đã ngược đãi cô trong những năm đầu, và nói rằng việc trở về nhà lần này có thể là một thảm họa. Hành động của cha dượng biến thái này đã khiến cho người chồng vô cùng tức giận, cuối cùng nó đã dẫn đến một bi kịch. Vụ án đến lúc này đã được làm sáng tỏ. Nhiệm vụ cấp bách hiện tại là tìm ra Quế Anh, người đang lẩn trốn sau khi vụ án xảy ra. Suốt 18 năm sau đó, thì cảnh sát vẫn không tìm ra được tung tích của Quế Anh. Trong khoảng thời gian này, thì bà Phương đã qua đời mà không thể nhìn được mặt con lần cuối. Đến đầu năm 2019, trong chiến dịch truy bắt tội phạm của Bộ Công an Trung Quốc, khi cảnh sát Ngân Xuyên sàng lọc dân cư trên hệ thống, thì phát hiện ra một phụ nữ đến từ Tứ Xuyên có ngoại hình tương đồng lớn với Quế Anh. Vào tháng 8 năm 2019, cảnh sát đã đến thành phố Giang Du, tỉnh Tứ Xuyên để bí mật điều tra quanh quán thịt nướng của nghi phạm.
Sau khi quan sát và đối chiếu với hình ảnh có trong tay, thì họ xác định bà chủ quán chính là nghi phạm đã bỏ trốn 18 năm qua và Quế Anh đã ngay lập tức bị bắt giữ. Biết không thể thoát tội nên Quế Anh đã nhanh chóng thừa nhận tội ác và khai ra chi tiết quá trình gây án. Theo lời khai, cuộc sống sau khi mẹ tái hôn là những ký ức đau khổ của Quế Anh. Cô đã bị bố dượng bạo hành và quấy rối tình dục rất nhiều lần. Vào năm 12 tuổi, nhân lúc mẹ đang vắng nhà, thì cha dượng đã xâm hại Quế Anh đến mức chảy cả máu. Vì bị cha dượng đe dọa và thấy tủi hổ, nên cô không dám nói cho người khác. Sau khi biết chuyện, thì mẹ đã tìm cách đưa cô chạy trốn, hai mẹ con đã đến ở nhà một người họ hàng, nhưng bị Hoa nhanh chóng tìm ra và dọa nạt. Sau nhiều năm sống trong sự tủi nhục, thì cuối cùng Quế Anh đã tìm cách lấy chồng ra để thoát khỏi người cha dượng biến thái đó. Vào đến tháng 12 năm 2001, không lâu trước khi án mạng xảy ra, thì cô đã nhận được một cuộc gọi của Hoa và hắn ta đã nói rằng mẹ của cô đang bệnh nặng và yêu cầu cô lập tức về nhà. Quế Anh tức giận cho rằng đây chỉ là cái cớ bắt cô về để tiếp tục làm nhục thân thể của cô. Khi đó, vợ chồng Quế Anh đang mở một cửa hàng tạp hóa. Sau khi biết chuyện về quá khứ của Quế Anh, thì Sơn đã chủ động đề nghị giúp cô trả thù để không phải còn sợ người cha dượng này nữa. Quế Anh sau khi nghe xong thì đã gật đầu đồng ý và cùng Sơn lập kế hoạch chi tiết để sát hại cha dượng. Cô sau đó đã đưa số điện thoại của Hoa cho Sơn để dụ ông ta đến Ngân Xuyên. Sau khi cả hai gặp mặt thì Sơn đã dẫn Hoa đến nơi vắng vẻ vào lúc gần nửa đêm rồi nhặt một gậy gỗ để đánh vào sau đầu của ông ta. Sau đó, hắn ta đã vứt xác xuống con mương dưới cầu rồi chạy đến khách sạn để báo tin cho Quế Anh. Cả hai lúc này vội vã chia ra để chạy trốn. Sơn thì đã trốn đến Bắc Kinh và bị bắt vào vài ngày sau đó. Còn Quế Anh thì trốn về Tư Xuyên và đã mai danh ẩn tích suốt 18 năm. Vào năm 2002, Sơn đã bị tuyên án tử hình vì tội cố ý giết người. Vào năm 2019, Quế Anh bị nhận định là chủ mưu, là người đã xúi giục Sơn gây án nên bị kết án tử hình, nhưng được hoãn thi hành án 2 năm. Cô ta sau đó đã kháng cáo và biện minh rằng bản thân chỉ là tòng phạm, không trực tiếp tham gia vào vụ giết người. Tòa án sau đó đã giảm mức án xuống thành tù chung thân cho Quế Anh. Kỳ án về Vương Lệ, nửa thi thể nữ trong chiếc vali màu hồng. Vào 16 giờ ngày 7 tháng 4 năm 2013, trên một công trường xây dựng ở thành phố Trú Mã Điếm, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, thì một nhóm công nhân đã phát hiện ra chiếc vali màu hồng bị hư hại. Nó đang bị vùi lấp trong đống cát và chảy ra một chất lỏng không xác định. Khi họ mở hé chiếc vali ra để kiểm tra, thì thấy tóc người dần lộ ra. Quá sợ hãi nên nhóm công nhân đã lập tức thông báo vụ việc cho cảnh sát. Khi kiểm tra tại hiện trường, thì cảnh sát chỉ tìm thấy một nửa thi thể nữ trong vali. Nạn nhân được phỏng đoán khoảng 35 đến 45 tuổi, tóc dài ngang vai, đeo hoa tai và có hình xăm ở bắp tay trái. Cảnh sát suy đoán rằng nạn nhân đã bị chém vào cổ bằng một hung khí sắc nhọn và bị chảy máu cho đến chết. Thời gian tử vong là vào khoảng giữa năm 2008 và năm 2012. Từ chữ viết tay Đỉnh Phúc đã xuất hiện trên bao tải chứa thi thể, thì cảnh sát đã tìm ra một nhà máy hóa chất có tên là Đỉnh Phúc ở thành phố Thiên Tân và công ty này đã ngừng sản xuất vào năm 2008. Theo các nhân viên từng làm việc tại đây, thì một công nhân tên là Vương Lệ có đặc điểm ngoại hình phù hợp với mô tả về nạn nhân đã mất tích đột ngột vào năm 2008. Thông qua xét nghiệm ADN, thì cảnh sát đã xác nhận nạn nhân chính là Vương Lệ, 41 tuổi, hiện đã có chồng con, quê ở thành phố Tín Dương, tỉnh Hà Nam. Vào năm 2004, Lệ đã bỏ nhà đi vì xảy ra mâu thuẫn với chồng, tại vì cô đang làm việc tại một tiệm massage ở Trú Mã Điếm. Sau khi bỏ nhà đi, thì cô đã đến Thiên Tân để làm công nhân tại nhà máy hóa chất Đỉnh Phúc. Đồng nghiệp cũ của cô đã tiết lộ rằng Lệ lúc này đang chung sống như vợ chồng với một người đàn ông tên là Kinh Học Khoan, 43 tuổi, cũng là một nông dân lên thành phố để làm thuê. Vào cuối năm 2008, có người quen nhìn thấy một mình Khoan tại ga xe lửa ở Trú Mã Điếm nên đã tiến lại gần và hỏi thăm tin tức về Vương Lệ. Lúc này thì anh ta nói cả hai đã chia tay, Lệ đã bỏ đi và cưới người khác rồi. Qua điều tra của cảnh sát thì Học Khoan từng phải ngồi tù 2 lần vì tội trộm cắp vào năm 1989 và 2011. Cảnh sát sau đó đã tìm thấy nơi anh ta đang sống. Lúc này thì Học Khoan đang thuê nhà trọ trong một con hẻm ở huyện Nhân Nam, Trú Mã Điếm. Khi bị hỏi về cái chết của Lệ thì Khoan đã thề thốt phủ nhận và nói bản thân không có quen biết với Lệ. Tuy nhiên, trong quá trình thẩm vấn thì hắn ta lại thừa nhận tội ác đã xảy ra vào 5 năm trước, sau đó đã dẫn cảnh sát đến các hiện trường nơi mà hắn ta đã vứt xác.
Lúc này, Khoan đề nghị được gặp vợ và em trai trước khi đi cùng cảnh sát. Nghi ngờ hắn ta có đồng phạm, nên cảnh sát đã đồng ý yêu cầu để dụ rắn ra khỏi hang. Khi gặp vợ của mình, thì Khoan đã đưa ra một mảnh giấy và viết lời dặn rằng hãy đi tìm người đó để đòi 50.000 nhân dân tệ. Trước mặt cảnh sát, thì vợ Khoan cho biết người đó là một tình nhân khác của chồng, tên là Lưu Tiểu Hồng, người này từng sinh cho Khoan một người con gái. Tiểu Hồng hiện 37 tuổi, quê ở huyện Đồng Bách, tỉnh Hà Nam. Vào ngày 30 tháng 4 năm 2013, cảnh sát cũng đã tạm giữ Hồng để phục vụ cho việc điều tra. Cô ta lúc này đã vừa khóc vừa nói rằng tôi đúng là bị mù mới giúp anh ta che giấu và giữ bí mật kinh hoàng đó. Tôi đã bị lừa vì quá tin vào những lời ngon ngọt của anh ta. Theo lời khai của Hồng, khi đang làm việc trong quán massage chân vào tháng 12 năm 2007, thì Hồng đã gặp Khoan vì hắn ta là một khách quen ở đây. Khi đó, thì cô vừa ly dị chồng vì thường xuyên bị đánh đập mỗi khi hắn ta say. Học Khoan lúc này tỏ ra rất thích Hồng và tìm mọi cách để thể hiện sự quan tâm, như là sẽ mua bữa sáng mang đến cho cô mỗi ngày. Hồng dần dần có thiện cảm với Khoan và cuối cùng cũng nhận lời yêu của hắn ta. Chỉ 2 tháng sau thì Hồng đã có thai, nhưng Khoan nói không muốn có con nên bắt cô phải đi phá. Sau nửa năm chung sống, Hồng phát hiện người tình chỉ thích chơi bời và không muốn gắn bó lâu dài. Cô sau đó đã đòi Khoan đưa về quê để ra mắt nhưng hắn ta không đồng ý, nói gia đình của mình sẽ không chấp nhận việc này. Sau đó, Học Khoan đã đề nghị chia tay, bảo Hồng về quê và tìm một người đàn ông thành thật để có một cuộc sống yên ổn hơn, nhưng lúc này cô nói là chỉ muốn ở bên cạnh với Khoan. Không lâu sau, Hồng phát hiện khi vừa rời khỏi nhà mình thì Khoan đã lập tức bắt taxi đi. Cô sau đó đã lặng lẽ bám theo thì thấy hắn ta đến nhà trọ của Vương Lệ. Lệ cũng đã nhanh chóng phát hiện ra mối quan hệ nam nữ giữa Khoan và Hồng. Là một người nóng tính nên Lệ không cho phép Khoan có phụ nữ khác, vì thế mà cả hai sau đó đã xảy ra cãi vã gay gắt. Lệ đe dọa sẽ vạch trần Khoan từng làm chuyện phi pháp nếu anh ta dám bỏ rơi mình. Sợ bị người tình nắm điểm yếu nên Khoan đã bắt đầu nảy ra ý định giết người. Hắn ta đã lên kế hoạch rủ Lệ đi chơi xa và thuê khách sạn rồi tiến hành sát hại Vương Lệ. Khi đã chuẩn bị xong các dụng cụ gây án thì bất ngờ kế hoạch đã bị đổ bể. Vì Lệ là người rất nhạy cảm, cô đã từ chối đi chơi xa cùng với hắn ta. Khoan lúc này đã bí mật nhờ Hồng giúp đỡ, hắn ta nói là sẽ định gây án ngay tại cửa hàng của Hồng. Hồng sau đó cũng đã thừa nhận giúp Khoan giết người vì anh ta là chồng của tôi. Lệ lại không chịu cắt đứt quan hệ với Khoan, cô ta nói rằng thà cả ba người ngủ chung giường chứ không chịu rời đi. Đêm trước ngày xảy ra án mạng, Khoan đã rủ hai người tình đi uống rượu và ngủ lại tại cửa hàng của Hồng. Hắn ta lúc này nằm giữa hai người và bắt đầu quan hệ tình ái với cả hai. Vào nửa đêm, khi thấy Lệ đã mệt và ngủ say thì Khoan đã đẩy vào người của Hồng và cô đã vội vàng ngồi dậy. Khi thấy hắn ta ra hiệu thì Hồng đã lắc đầu, xua tay và lộ ra vẻ sợ hãi. Kế hoạch vì thế mà đã không thể thực hiện được vào đêm hôm đó. Vào ngày hôm sau, Khoan bảo Hồng đêm nay tạm lánh để hắn ta một mình ra tay. Hồng sau đó nói rằng bất kể anh là kẻ giết người hay kẻ trộm, miễn anh đối xử tốt với em là được, vì em yêu anh. Tối đó, sau khi ba người cùng nhau ăn tối, thì Hồng đã lấy cớ để rời khỏi cửa hàng. Khi Lệ đang ngủ say, thì Khoan đã dùng dao để sát hại người tình, sau đó báo tin cho Hồng. Hắn ta đã tự tay phân xác Lệ ra làm nhiều phần khác nhau, rồi cùng Hồng đi phi tang ở nơi hẻo lánh trong 3 đêm liền. Sau vụ việc, cả hai thống nhất nếu bị bắt sẽ không khai ra đối phương. Khi không còn Lệ, thì hai người đã tiếp tục chung sống như không có gì xảy ra. Tuy nhiên, mâu thuẫn giữa họ sau đó đã ngày càng lớn, cả hai thường xuyên tranh cãi vì những chuyện vặt vãnh trong cuộc sống hàng ngày. Hồng luôn nghi ngờ và ghen tuông, bất cứ khi nào Khoan ra ngoài thì cô sẽ liên tục gọi điện thoại để kiểm tra, điều này đã khiến cho hắn ta rất khó chịu. Khoan sau đó đã nhiều lần muốn chia tay nhưng không dám, vì sợ Hồng sẽ tiết lộ chuyện giết người của mình. Vào cuối năm 2010, Khoan đã bị kết án 2 năm 6 tháng tù vì tội trộm cắp. Dù sắp sinh con, nhưng Hồng vẫn muốn chia tay để rũ sạch quan hệ với Khoan. Tuy nhiên, không lâu sau khi Khoan ra tù, thì thi thể của Lệ đã được phát hiện do có công ty xây dựng định xây nhà cao tầng trên bãi đất hoang, nơi mà cả hai đã phi tang xác chết. Vào ngày 28 tháng 4 năm 2014, tòa kết án tử hình Khoan vì tội cố ý giết người, Hồng thì nhận bản án là 10 năm tù. Con gái của Hồng và Khoan đã được giao cho bà ngoại để nuôi dưỡng. Khi mẹ đưa con gái vào thăm thì Hồng đã quỳ khóc và nói rằng: "Mẹ ơi, con biết sai rồi, con đã yêu nhầm người, xin mẹ hãy tha thứ cho con." Mỗi khi nghĩ đến Khoan,
trong lòng của Hồng giờ chỉ còn là nỗi thù hận. Kỳ án về Lynette Dawson, vụ biến mất bí ẩn và người chồng thích quan hệ với các cô gái tuổi teen. Lynette Dawson và chồng tương lai Chris Dawson đã gặp nhau tại một buổi lễ ở trường trung học vào năm 1965, khi đó thì cả hai chỉ mới 16 tuổi. Tình yêu tuổi học trò này đã nhanh chóng nảy nở và kéo dài suốt 5 năm sau đó. Vào năm 1970, ở tuổi 21, hai người đã quyết định về chung một mái nhà. Đám cưới của họ đã diễn ra ấm cúng ở thị trấn Randwick, thuộc ngoại ô thành phố Sydney, Australia. Hai người con cũng đã lần lượt ra đời ngay sau đó. Từ năm 1972 tới năm 1976, Chris và người em trai song sinh tên là Paul đã cùng trở thành vận động viên bóng bầu dục chuyên nghiệp cho đội bóng tại địa phương. Sau khi kết thúc sự nghiệp, thì cả hai anh em đã trở thành giáo viên thể dục. Chris thì làm việc tại trường trung học Cromer ở ngoại ô thành phố Sydney. Trong khi đó, Lynette thì đã trở thành một y tá. Tuy nhiên, trong quá trình giảng dạy, thì hai anh em Chris và Paul đều vướng vào bê bối thường xuyên có hành vi quấy rối tình dục với các nữ sinh trong trường. Vào năm 1981, Chris đã đưa cô nữ sinh bị người thân ngược đãi, có tên là Joanie Curtis, tới nhà mình để ở. Cô nữ sinh 16 tuổi này sẽ hỗ trợ chăm sóc hai con của Chris. Sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học, thì Joanie đã rời khỏi nhà của Chris. Vào ngày 8 tháng 1 năm 1982, Lynette Dawson đã bị biến mất một cách đầy bí ẩn sau khi cô nói chuyện với mẹ qua điện thoại. Theo kế hoạch, Lynette sẽ trở về nhà gặp mẹ và người thân tại Northbridge vào ngày hôm sau. Tuy nhiên, cô đã không xuất hiện và cũng không thể liên lạc được. Điều kỳ lạ là phải 6 tuần sau đó, thì Chris mới thông báo cảnh sát về việc vợ mình đang bị mất tích. Chris kể rằng, Lynette đã rời khỏi nhà sau khi hai vợ chồng cãi cọ về việc chi tiêu tiền của nữ y tá. Khi nói chuyện với cảnh sát, thì Chris cho rằng vợ mình đã gia nhập một tổ chức tôn giáo bí ẩn nên đã quyết định bỏ lại chồng và hai con gái. Tuy nhiên, cảnh sát phát hiện ra rằng chỉ hai ngày sau khi Lynette mất tích thì Chris đã đón cô học sinh cũ Joanie về nhà để chung sống. Vào năm 1983, Chris đã làm thủ tục ly hôn với Lynette Dawson. Ngay vào một năm sau đó thì anh ta đã kết hôn với Joanie. Dù luôn nghi ngờ Chris, nhưng cảnh sát ở New South Wales không thể tìm ra bất kỳ manh mối nào về sự biến mất của Lynette. Và theo thời gian thì vụ án dần dần rơi vào quên lãng. Từ năm 2001 thì cơ quan công tố đã mở lại vụ án. Trong cuộc điều tra đầu tiên được tiến hành vào tháng 2 năm 2001, cảnh sát nhận định Lynette đã bị sát hại và hung thủ là một người mà cô có quen biết. Tuy nhiên, cơ quan chức năng vẫn không có đủ bằng chứng để kết tội hình sự. Trong cuộc điều tra thứ hai vào tháng 2 năm 2003, thám tử cho rằng Lynette đã bị sát hại vào ngày 8 tháng 1 năm 1982 hoặc là hôm sau, và rất có thể Chris chính là hung thủ. Nhưng rồi họ vẫn không thể truy tố Chris với lý do là thiếu bằng chứng. Kể từ khi Lynette Dawson biến mất bí ẩn vào năm 1982, thì cơ quan chức năng đã không ít lần tiến hành các cuộc điều tra, nhưng đều không thu được kết quả, dù họ luôn nghi ngờ chồng của Lynette có liên quan tới sự mất tích này. Vụ án sau đó tiếp tục được mở lại vào năm 2015. Nhóm thám tử của đội điều tra các vụ án mạng chưa được giải quyết đã bắt đầu phân tích và sâu chuỗi lại các tình tiết xung quanh việc Lynette biến mất, cũng như nghi ngờ đây là một vụ án mạng. Theo đó, họ đã phát hiện ra mối quan hệ ngoài luồng giữa Chris với cô nữ sinh Joanie Curtis năm xưa. Chris đã dụ dỗ và quan hệ tình ái với Joanie từ năm 1981, khi cô vẫn là một nữ sinh 16 tuổi đang theo học tại ngôi trường mà anh ta là giáo viên thể dục. Vào cuối năm 1981, Lynette đã phát hiện chồng mình đang ngoại tình với Joanie, người đã chuyển đến sống cùng với gia đình của họ. Lynette sau đó đã yêu cầu Joanie rời khỏi nhà của mình. Lúc này thì Chris đã đưa Joanie tới sống ở nơi khác và thường xuyên qua lại để quan hệ vào lúc đêm tối. Vào thời điểm Lynette bị mất tích thì cô và Chris đã tìm tới chuyên gia tư vấn hôn nhân. Mối tình với cô nữ sinh được coi là động cơ khiến cho Chris có thể sát hại vợ của mình. Ngoài ra, Chris còn nói dối về việc muốn cải thiện quan hệ với vợ. Trong một đoạn video ghi lại cuộc phỏng vấn vào năm 1991, Chris đã khai với cảnh sát rằng: "Có những đêm tôi nằm thao thức, khóc hết nước mắt với hy vọng có thể được gặp lại Lynette." Tuy nhiên, có những bằng chứng cho thấy rằng người đàn ông này không hề tỏ ra đau buồn khi vợ mình biến mất. Đó chính là đã đem cô nữ sinh về sinh sống khi vợ mình vừa mất tích. Khi làm việc với cảnh sát thì Chris luôn khẳng định vợ mình vẫn còn sống và đã nói chuyện với anh ta nhiều lần qua điện thoại sau khi cô mất tích, nhưng lại không đưa ra được bằng chứng xác thực. Bạn bè và gia đình của Lynette chỉ biết rằng
họ không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu nào của cô, không cuộc gọi, không giao dịch ngân hàng và không thi thể. Bản thân thậm chí ngay lúc đó còn nghi ngờ Lynette đã gặp chuyện chẳng lành bởi đã chứng kiến những hành vi đáng ngờ giữa Chris và Lynette. Người bạn tin rằng Lynette đã được chôn cất ở đâu đó quanh ngôi nhà. Luật sư của Chris lập luận Lynette đã rời đi vì cô biết rằng cuộc hôn nhân của họ đã chính thức tan vỡ. Luật sư còn nói thêm rằng vào một ngày trước khi biến mất thì Lynette có dấu hiệu đau khổ và thất vọng đến mức có thể không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấm dứt cuộc đời của mình. Tuy nhiên, theo nhận xét của người thân và bạn bè thì Lynette lại có tinh thần tốt và lạc quan về cuộc hôn nhân, không có bằng chứng nào cho thấy cô đang bị suy sụp tinh thần. Sau các cuộc điều tra mở rộng, vào tháng 12 năm 2018, 36 năm kể từ khi Lynette biến mất, thì cảnh sát đã bắt giữ Chris ngay tại nhà riêng ở Cologne, lúc này hắn ta đã 70 tuổi. Với cáo buộc liên quan đến cái chết của người vợ đầu tiên và quan hệ tình dục với người chưa đủ 18 tuổi. Juanny Curtis chỉ mới 16 tuổi khi bắt đầu nhận được sự quan tâm đặc biệt từ Chris, khi đó thì anh ta là giáo viên thể dục của cô. Cả hai sau đó đã có mối quan hệ tình ái rất nhiều lần. Khi Lynette mất tích thì Juanny đã chuyển đến sống tại nhà của người tình và chăm sóc hai cô con gái nhỏ của anh ta. Vào năm 2020, Chris đã ra tòa với hai tội danh. Trọng tâm của phiên tòa chính là Juanny. Người phụ nữ kể lại khoảng thời gian bị Chris dụ dỗ và đưa tới nhà sống cùng vợ chồng của anh ta. Juanny khai Chris sẽ quan hệ tình dục với cô khi Lynette đang ngủ. Vào cuối năm 1981, Chris đã đưa Juanny đến Queensland để bắt đầu cuộc sống mới. Trước khi đi, anh ta đã để lại lời nhắn cho vợ với nội dung rằng đừng vẽ bức tranh về anh quá xấu cho hai con. Tuy nhiên, cả hai sau đó đã phải quay về vì Juanny bị ốm và rất nhớ người thân. Đầu năm 1982, Juanny đang đi nghỉ cùng bạn bè và gia đình thì nhận được cuộc gọi của Chris nói rằng Lynette đi rồi, cô ấy sẽ không quay về nữa. Juanny sau đó đã chính thức kết hôn với thầy giáo cũ vào tháng 1 năm 1984. Trước tòa, Juanny cho biết rằng bản thân cảm thấy ám ảnh và khó chịu về điều này, bởi cô còn trẻ và muốn sống cuộc sống đúng với tuổi teen của mình. Tôi lúc đó chỉ mới 18 tuổi nhưng phải chăm hai con, phải học nấu ăn, dọn dẹp, học làm giúp việc, nô lệ tình dục, mẹ kế và cuối cùng là người trông trẻ, Juanny nói. Theo Juanny, cô phải chịu bạo lực gia đình hàng ngày, và mọi việc đã trở nên tồi tệ hơn sau khi con gái cô chào đời vào năm 1985. Juanny đã mô tả việc bị Chris cô lập sau khi gia đình chuyển đến một nơi hoang vu vào năm 1989. Cô đã rất muốn tham gia các hoạt động cộng đồng để con gái mình có thể gặp những đứa trẻ khác. Cùng năm đó, Juanny đã tìm tới luật sư khi mối quan hệ ngày càng xấu đi và cảm thấy lo sợ cho tính mạng của mình. Họ sau đó đã ly hôn vào đầu những năm 1990. Quá trình xét xử đã diễn ra trong 10 tuần. Trước tòa, Chris Dawson luôn khẳng định bản thân mình vô tội. Chris cho biết rằng anh đã thả Lynette ở bến xe buýt và theo kế hoạch cô sẽ gặp anh ta vào chiều hôm đó. Tuy nhiên, Lynette đã không đến Northbridge, nơi mà cô đang làm nhân viên cứu hộ bán thời gian. Chris khai rằng Lynette đã gọi điện cho anh ta để thông báo rằng cô cần đi xa. Trong cuộc gọi tiếp theo, thì Lynette nói mình sẽ không bao giờ quay lại. Tuy nhiên, thẩm phán cho biết rằng việc Chris nhận được cuộc gọi của vợ vào chiều ngày 9 tháng 1 năm 1982 là dối trá. Công tố viên đã cung cấp bằng chứng cho thấy từ tháng 12 năm 1981, Lynette đã muốn ly hôn với chồng sau khi biết Chris ngoại tình với học sinh tuổi teen. Nhưng vì vẫn muốn Chris quay về với gia đình nên chưa thực hiện thủ tục ly hôn. Cơ quan công tố cáo buộc Chris đã giết vợ mình vì muốn sống với nhân tình mà không bị cản trở. Nhóm luật sư sau đó đã bảo vệ bị cáo bằng cách đưa ra lời khai của một số người dân. Theo đó, họ đã thấy Lynette ở một nơi khác sau khi cô mất tích. Ngoài ra, nhóm luật sư còn lập luận cảnh sát chưa tìm thấy thi thể Lynette nên không thể nói là cô đã chết. Thẩm phán đã bác bỏ giả thuyết Lynette bỏ nhà đi. Cô không thể để lại những đứa con mà cô rất mực yêu thương và không hề mang theo quần áo, cùng với đó là vật dụng cá nhân và thậm chí là cả đồ lót. Mặc dù vụ án chống lại Chris hoàn toàn dựa trên tình tiết và không tìm thấy thi thể, nhưng bồi thẩm đoàn tin rằng Chris muốn sát hại Lynette để cưới Juanny. Anh ta đã gạt bỏ ý tưởng ly hôn vợ vì biết bản thân sẽ phải chia tài sản. Chris sau đó đã bị tuyên án tù là 24 năm với cơ hội ân xá sau 18 năm vì phạm tội giết người. Vào tháng 9 năm 2019, các nhà điều tra đã dành gần một tuần để đào bới ngôi nhà cũ của gia đình Lynette nhưng không tìm thấy manh mối nào về hài cốt của cô. Người thân của Lynette đã kêu gọi Chris chỉ nơi ông ta giấu xác của vợ, song người đàn ông này vẫn chọn cách là im lặng.
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Kỳ Án Thế Kỷ. Nếu thấy hay thì ủng hộ mình bằng cách like và đăng ký kênh giúp mình nha. Video có thể còn nhiều thiếu sót, mong mọi người có thể đóng góp bằng cách bình luận ngay dưới video giúp mình nhé.